Cơn mưa lớn trên diện rộng kéo dài nhiều giờ liền vào chiều tối qua đã khiến cho nhiều khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ngập cục bộ, đặc biệt là các tuyến giao thông trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An. Sau cơn mưa đầu mùa, các phương tiện đi lại khó khăn, nhiều xe bị ngập nước dẫn đến chết máy, phải dẫn bộ hoặc nhờ xe cứu hộ đến hỗ trợ như thế này. Đây là hình ảnh nhóm phóng viên ghi được tại đường Huỳnh Văn Lũy, đoạn gần ngã tư đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc địa bàn phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Sau khi trời mưa diễn ra gần nửa tiếng đồng hồ, nước từ khắp các nơi đổ về đây, do không thoát kịp nên đã gây ngập cục bộ. Theo lãnh đạo thành phố Thủ Dầu Một cho biết, bên cạnh mưa lớn kéo dài, thì hiện nay một số tuyến đường trên địa bàn thành phố đang được đầu tư nâng cấp cải tạo mặt đường, cũng như hệ thống thoát nước, nên phần nào làm hạn chế việc thoát nước mưa. Cùng với đó, một số hộ dân sinh sống và kinh doanh mua bán dọc các tuyến đường còn thiếu ý thức, vứt rác bừa bãi, gây nghẽn các hố ga thoát nước. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Dương, lượng mưa đo được cao nhất tại thành phố Dĩ An lên đến 83mm, thành phố Thủ Dầu Một là 60mm. Đây là cơn mưa lớn nhất sau đợt nắng nóng kéo dài liên tục nhiều tháng qua tại các tỉnh phía Nam nói chung và Bình Dương nói riêng. Dự báo trong vài ngày tới, Bình Dương có khả năng sẽ có thêm nhiều cơn mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to, kèm theo lốc xoáy, dông lốc, sấm sét. Chính vì vậy, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh thiên tai để hạn chế thiệt hại và các rủi ro không may xảy ra.